Tôi đồng ý rằng anh ấy có tội và anh ấy nên trừng phạt vì điều đó. Nhưng mà nếu như anh giết anh ấy thì anh cũng sẽ trở thành một tên tội phạm. Anh ta có phải là anh trai của cô không? Một người đàn ông đáng khinh như anh ta làm sao có thể là anh trai của cô? Anh ta đã cố gắng quấy rối em gái của tôi, và bây giờ cô muốn cứu anh ta, làm thế nào cô có thể chứ? Tại sao? Tại sao cô làm điều này? Anh ta cũng xứng đáng. Cô đang lo lắng cho anh trai của cô, còn chuyện gì đã xảy ra với em gái của tôi hả? Anh trai của cô là một kẻ hiếp dâm. Tôi tự hỏi suy nghĩ của cô thấp hèn tới mức nào chứ. Thần linh ơi, anh ta đã làm gì con trai của tôi? Anh ta đã đánh thằng bé một cách nặng nề như thế này. Lập ơn, hãy gọi bác sĩ nhanh chóng và đưa thằng bé đi điều trị. Tôi nghĩ đây là trò đùa của cô gái đó. Các cô gái ngày nay khoe đường cong của họ và sau đó đánh bất cứ ai nhìn họ. Thằng bé còn nhỏ và rất ngu ngốc. Tại sao nó lại làm như vậy chứ? Đúng vậy, giống như mọi người khác thôi. Thằng bé không thể nào chiến thắng hóc môn trong cơ thể được. Những gì Nilu đã làm là sai. Con nghĩ Nilu nên tự giao nộp mình cho cảnh sát. Như vậy thì mới đúng được. Kết quả của vấn đề này hóa ra là như mình đã mong đợi. Mình chỉ đang chờ đợi gia đình Chaudhary biết điều này mà thôi. Cầm miệng đi, cháu đang nói quá nhiều. Sao cháu dám mở miệng trước mặt chúng ta chứ? Cháu muốn con trai của ta bị bắt sao? Thay vào đó, ta sẽ đệ đơn kiện anh chàng đó. Anh ta đã đánh đứa con trai của ta bầm dập như thế này. Cậu ta sẽ phải trả giá những gì mà cậu ta đã gây ra. Sự tức giận của anh trai Shamila hoàn toàn chính đáng. Anh ấy đã cư xử không đúng mực với Shamila. Nếu như chúng con không đến đúng lúc và ngăn chặn Nilu thì cháu tự hỏi là anh ấy sẽ làm gì, và sau đó tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối. Mọi người không thấy lúc đó anh ấy đã hành động như thế nào đâu. Nilu cư xử không đúng mực với một cô gái sao? Thần linh ơi, con đã làm gì vậy? Ôi thần linh ơi, mẹ nguyền rủa ngày mẹ sinh ra con. Con đã làm hoen ố danh tiếng của gia đình chúng ta. Thần Rama, con ước gì ngài làm cho con không có con, thay vì sinh ra một đứa con gái như vậy. Chị à, chị đang nói gì vậy? Đó không phải là lỗi của Shamila mà. Chính xác, đó không phải là lỗi của con bé. Tất cả đều là lỗi của tôi khi tôi không cho con bé kết hôn luôn ở đó là được. Du à, đứng đây không có ích gì đâu. Hãy tới đồn cảnh sát và nộp đơn khiếu lại. Đợi đã, cô phát điên rồi sao? Cô có mất trí không vậy? Cô có muốn làm hoen ố danh tiếng của gia đình chúng ta trong xã hội bằng cách khiếu nại không? Cô đang nói gì vậy? Cô nên nghe lời tôi nói đây. Cô có hiểu hay là cần tôi giải thích? Trong những trường hợp như thế này, cô chỉ cần giữ im lặng và để toàn bộ mọi thứ lắng xuống. Nếu không, những cô gái sẽ bị sỉ nhục. Nhưng mà đây là vấn đề danh tiếng của cô mà. Tôi cầu xin cô hãy giữ những suy nghĩ này cho chính mình mà thôi. Tôi biết phải làm gì trong tình huống này. Dù sao nó cũng là con gái của tôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm chính xác như những gì tôi nói, được chưa nào? Nhưng mà làm thế nào chúng ta có thể tha cho gã đó? Sau những gì anh ta đã làm với Shamila, cháu còn muốn gì nữa? Làm nhục chính chúng ta giống như con bé đã làm. Gì à? Cầm miệng.
im lặng đi, hãy hạ cái giọng xuống. Nếu bà mà biết chuyện này, bà sẽ chôn sống con bé mất. Hãy nghe dì nói, hãy để chuyện này là bí mật giữa chúng ta mà thôi. Tốt hơn cháu nên đi với nó và làm cho nó hiểu ra, hoặc nếu không, dì sẽ có phương pháp khác để làm điều này. Không được nói cho bà biết đó. Còn con nữa, tại sao con không chết đi chứ? Cháu đã bị đánh, chú nghĩ cháu sẽ làm gì đó, nhưng hóa ra cháu lại một kẻ ngớ ngẩn như vậy. Chú đã phạm một sai lầm khi mà tin tưởng một người như cháu. Chú đã yêu cầu cháu cưỡng hiếp cô gái đó để mà chú có thể lợi dụng việc này và buộc họ phải chấp nhận lời cầu hôn. Đừng nói tới việc cưỡng hiếp con bé ấy, cháu thậm chí còn không thể nào chạm vào cô ta được. Cháu thiệt là tệ quá đi. Tại sao cháu không thể làm gì được chứ? Cháu đã làm gì hả? Trả lời chú đi. Chú ơi, cháu không thể nào làm được điều này. Cưỡng hiếp một cô gái, cháu đã tới đó trong cơn thịnh nộ, nhưng mà may mắn thay, Kali đã tới đó đúng lúc và đã ngăn cản cháu lại. Cháu Nilu à? Cháu thậm chí còn tệ hơn cả Kali. Đúng là người đàn ông vô dụng. Nilu à, hãy đi nghỉ ngơi một chút đi. Đi đi. Chị không biết em đã lên kế hoạch như thế này đó. Nếu như em nói với chị về kế hoạch của em, thì chị sẽ chắc chắn rằng thằng bé sẽ làm như những gì mà em muốn. Thằng bé chắc chắn sẽ không làm em thất vọng như vậy đâu. Kansani à, thực ra mọi thứ trở nên rối tung vì Kali. Thôi nào, đừng cảm thấy có lỗi như vậy. Chị cảm thấy Gauri được định sẵn để mà có thể kết hôn với gia đình đó. Không, chị à, Gauri chắc chắn sẽ kết hôn với gia đình đó. Mặc dù Nilu thất bại, nhưng mà cô ta chắc chắn sẽ bị phỉ báng. Và khi cô ta bị phỉ báng, em sẽ tới đó để mà giúp đỡ họ. Vậy thì bà Chaudhary sẽ không thể nào mà từ chối được em. Bà ta sẽ nhờ em giúp đỡ thôi, đúng không nào? Ý em là gì hả? Một khi em lan truyền tin đồn về những gì đã xảy ra, thì nó sẽ lan rộng như đám cháy rừng. Chị không xem tin tức hàng ngày sao? Vigwavi, ta rất là vui khi biết rằng ngay cả cậu cũng có thể giở trò đồi bại. Và bây giờ thì trò chơi này sẽ trở nên thú vị hơn. Shamila đã bị làm nhục. Là phụ nữ, làm sao các người có thể nói điều gì đó như vậy về một người phụ nữ khác chứ? Gauri, người hầu của cậu đã sỉ nhục chúng tôi và cậu im lặng sao? Nghe nè, các cậu, hãy chú ý ngôn từ của mình. Chị ấy không phải là người hầu của tôi, chị ấy chính là chị gái của tôi.
Kali. Anh xin lỗi Kali. Anh biết là anh đã phạm tội rồi. Khi Shamila trêu chọc anh trong bữa tiệc ở trường, Anh đã rất là đau khổ. Kali, xin em hãy tha thứ cho anh. Em sẽ tha thứ cho anh khi anh bị trừng phạt vì những gì mà anh đã làm. Anh sẽ phải tự thú mình cho cảnh sát vào ngày mai. Dì à, nếu con làm như chú nói thì con sẽ có tội cả đời. Nếu có điều gì đó sai trái xảy ra, chúng ta phải chiến đấu chống lại nó. Dạ, cháu sẽ gọi cho chú sau khi nộp FIE. Mình đã hiểu lầm cô ấy ngày hôm qua trong cơn thịnh nộ. Cô ấy hiểu điều gì là đúng và điều gì là sai. Thưa thanh tra, chúng tôi muốn cô không cần phải nói bất cứ điều gì cả. Niluziha đã được tại ngoại. Vậy đây chính là màn kịch của cô. Cô mang theo anh trai cô đến thú tội và anh ta đã được tại ngoại rồi sao? Hãy tiếp tục và thực hiện mọi nỗ lực để cố gắng cứu anh trai của cô. Tôi sẽ khiếu nại với nhân chứng và bằng chứng. Ai đã giúp anh được tại ngoại vậy chứ? Là ta đã làm điều này. Cháu đã làm gì chứ? Cháu đã ảnh hưởng đến Nilu và đưa thằng bé đến đây. Cháu đã chống lại gia đình của mình. Cháu đã không làm điều đúng đắn. Nghe nè, hãy để mọi chuyện qua đi. Và hai đứa hãy trở về nhà ngay bây giờ. Alo thầy Tu, công việc đã hoàn thành chưa? Thật tốt khi cô thông báo cho tôi đúng giờ. Tôi đã bảo lãnh cho cậu ta rồi. Bây giờ thì không có gì phải lo nữa. Hãy nói cho tôi biết điều gì đó đi. Bây giờ hãy cho tôi biết kế hoạch của cô là gì. Nếu tôi nói với ông mọi thứ ngay bây giờ thì ông sẽ mất hứng thú mà thôi. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi cúp máy đây. Anh trai của cậu hóa ra là một con ngựa đen. Dừng lại đi, anh trai tôi không phải là loại đàn ông đó. Anh ấy đã không làm gì cả. Đừng nói dối, tôi biết rằng anh ta muốn trả thù Shamila. Vì vậy anh trai của cô đã giúp cô tìm cách trả thù và phỉ báng cô ấy. Là một người phụ nữ, làm thế nào các người có thể nói điều đó về một người phụ nữ khác chứ? Gauri, người hầu của cô đang sỉ nhục chúng tôi và cô im lặng sao? Nghe nè các cô, hãy chú ý ngôn ngữ của mình. Chị ấy không phải là người hầu của tôi, chị ấy là chị gái của tôi. Con quả thật rất là vô dụng. Thưa bà,
Nè, Samila, đây không phải là chiếc nhẫn mà cháu đã đeo vào ngón tay của vị hôn phu sao chứ? Tại sao bây giờ anh ta gửi nó trở lại vậy? Mẹ à, cậu ta đã giết gì vậy? Cậu ta đã gửi lại chiếc nhẫn và viết rằng cậu ta hủy bỏ lễ đính hôn. Họ không muốn có một người con dâu như con bé. Ngay cả tôi cũng muốn làm giống như anh. Tôi đã sẵn sàng làm chứng. Cả hai em đều là bạn của Samila. Con bé cần sự giúp đỡ của các em. Nếu các em không ủng hộ con bé thì kẻ hiếp dâm vẫn còn lang thang ngoài kia. Nếu ngay cả một trong các em làm chứng chống lại anh ta thì anh ta chắc chắn ở sau song sắt mà thôi. Cho nên hãy giúp đỡ con bé để chuyện này được sáng tỏ. Xin lỗi vua, chúng em không thể nào giúp được anh. Người phụ nữ ngu ngốc, cô đã nói cho anh ta biết sao? Cô đã nói cho anh ta biết chuyện gì xảy ra với Samila hả? Cô... Chuyện gì xảy ra với Samila? Hãy trả lời mẹ đi, cậu đang giấu ta cái gì nào? Cháu trai của Vikua Vizija đã xúc phạm sự trong trắng của Samila. Đó là tất cả thưa mẹ. Thần Linh ơi, mọi thứ đều bị hủy hoại rồi. Đúng là đồ khốn nạn mà. Bà nội, sao bà lại đánh con chứ? Mày đã bị phỉ báng rồi. Tại sao bà lại đánh con chứ? Con đã có lỗi như thế nào? Nếu con có thể làm theo cách của mình, con sẽ kéo Niluziha tới đồn cảnh sát. Mày sẽ đưa nó tới đồn cảnh sát sao? Làm thế nào mày có thể nghĩ tới việc làm điều đó như vậy chứ? Mày có muốn sống độc thân cả đời không? Cháu sẽ làm như vậy, im miệng lại. Thưa bà, Samila không có lỗi đâu. Có ai hỏi ý kiến của cô không? Cô đang làm gì ở đây? Đó là vấn đề gia đình của chúng tôi. Đi về phòng của cô đi. Còn mày, mày đã làm hại gia đình chúng ta đủ rồi. Bây giờ vì thần linh, hãy giữ im lặng đi. Nếu tin tức này được công khai ra ngoài, ai sẽ kết hôn với mày đây? Cháu trai tôi Niluziha sẽ thực hiện. Chúng tôi xin lỗi vì bất cứ điều gì đã xảy ra. Gia đình tôi và tôi muốn hối cải. Tôi viết qua Vizija đến đây cầu hôn cháu gái của bà cho cháu trai Niluziha của tôi. Xin bà hãy chấp nhận cuộc hôn nhân này. Anh đang nói những điều vô nghĩa gì vậy? Điều gì đảm bảo rằng thằng bé sẽ cho con gái của tôi hạnh phúc sau khi kết hôn? À, tôi có một giải pháp. Hãy để con gái của chúng ta kết hôn với gia đình của nhau. Tôi sẽ chấp nhận Samila là vợ của cháu trai tôi, và anh chấp nhận con gái Gauri của tôi làm vợ của vua. Như vậy thì cuộc kết hôn này sẽ trọn vẹn cả đôi. Về phòng đi Samila. Cảm ơn lời đề nghị của anh, nhưng mà anh có thể rời đi ngay bây giờ.
Tôi hiểu những gì mà bà đang trải qua. Nhưng mà tôi yêu cầu bà xem qua biểu đồ sinh này một lần. Chỉ một lần thôi. Đây là biểu đồ sinh của công chúa của tôi. Hãy xem đi nào. Tôi đảm bảo với bà rằng con gái của tôi sẽ làm cho cuộc sống của cháu trai bà tràn ngập hạnh phúc. Không ai muốn bảo vệ sự thật. Những người như cô giả vờ là người tốt. Cô đã tới đồn cảnh sát, nhưng đến không phải để tự thú, mà đến để mua chuộc cảnh sát. Ngay cả tôi cũng muốn điều giống như anh mà. Tôi sẵn sàng đứng ra để làm chứng. Cô đã đi nộp đơn khiếu nại chống lại anh trai của mình và đã chuẩn bị sẵn tiền cho bảo lãnh. Có trời mới biết cô sẽ giở trò gì. Với tư cách là nhân chứng, cảm ơn cô, tôi không cần sự giúp đỡ của cô.